Đây, bữa nay á, là được 8 đô nhưng mà mới có 6 giờ chiều à. Đấy. Mình đoán á, mình ước tính đó nha là tới 12 giờ tối doanh thu của mình lên có thể lên tầm 13 cho tới 15 đô. Đấy. Thử bạn nhân số này cho 10 đi. Nếu 4.000 view một ngày thì bạn sẽ kiếm được 80 đô là 1 triệu 6 một ngày. 40.000 view một ngày thì bạn phải kiếm được 800 đô một ngày. Hello, xin chào, chào mừng bạn trở lại với channel của mình Quốc Bảo đây. Hồi đó giờ là mình chỉ hướng dẫn các bạn những cách kiếm tiền nghiệp dư thôi thôi đúng không? Ngày kiếm 12, 10, 20 ngàn, 100 ngàn ngày thôi đúng không? Đó giờ chưa chỉ cho bạn những cách kiếm tiền chuyên nghiệp. Đây, thì mình hôm nay mình sẽ nói cho bạn và định hướng cho bạn cách kiếm tiền chuyên nghiệp. Không có nhiều người sử dụng tại Việt Nam, chỉ một số người nào đó thôi. Chứ không có nhiều người biết khai thác nó. Đấy, thì nó cũng kiếm tiền từ view YouTube luôn. Không giống như view YouTube thôi. Quảng cáo giống như YouTube luôn. Nhưng mà nó là một cái khác. Thì bạn xem hết video này nha, nhớ xem hết để bạn biết rõ hơn về nó và muốn kiếm tiền như nó thì phải làm như thế nào nha. Rồi, trước tiên thì mình cho xem doanh thu bữa nay nè. Hiện tại là 5 giờ 55 phút chiều thì mình đã kiếm được 8 đô rồi. Trung bình một ngày mình có thể kiếm từ 5 cho tới 15 đô hoặc 20 đô một ngày tùy vào lượng view. Đây là cách kiếm tiền từ website. Một số bạn nào biết á thì bạn có thể hiểu được cái này, còn bạn nào chưa biết thì bạn có xem kỹ thì bạn mới có thể hiểu được nha. Rồi, không dài dòng nữa. Thì mình sẽ nói luôn, website là gì nè? Hiện tại mình có cái website nè, quacbaoblog.com đúng không? Đó là cái website. Thì mình đăng bài lên đây giống như đăng báo thôi. Thì người ta vào xem thì nó sẽ hiện quảng cáo nè, đúng chưa? Thì nó cũng giống như YouTube thôi. Khi bạn click vào một cái video YouTube nào đó thì nó sẽ hiện lên một cái quảng cáo trên màn hình và cái quảng cáo phía dưới, tổng cộng là một đến hai quảng cáo, khi ba quảng cáo tùy tùy kênh. Đấy. Thì thay vì thì bạn kiếm bên đó YouTube á, là ví dụ đây bạn kiếm được 100% doanh thu á, thì YouTube nó sẽ ăn của bạn hết 50% doanh thu. Còn đối với website thì cũng là AdSense luôn, cũng liên kết với AdSense. Bạn nào chưa hiểu Google AdSense là gì thì bạn hãy lên YouTube bạn hiểu, tìm hiểu. Kênh YouTube mà muốn kiếm tiền được phải liên kết với Google AdSense. Đấy, website muốn kiếm tiền online được thì phải cũng phải liên kết Google AdSense. Google AdSense này là cái mạng quảng cáo đó, được liên kết với website để YouTube để phân phối quảng cáo tới để cho những người mà xem người ta thấy. Đấy. Thì mình nói luôn là gọn luôn nè, là đối với YouTube á, liệu ví dụ là bạn kiếm được 1.000 đô đi. Không phải thực chất là 1.000 đô đâu. Thì bạn chỉ kiếm được 50% của 1.000 đô thôi. Tại vì 50% là của thằng YouTube nó giữ cho mình. Hoặc là nó thu đó, tiền thu của bạn đó. Còn đối với website á, là bạn kiếm được 1.000 đô đúng không? Thì bạn sẽ được quyền sở hữu 80% là 800 đô. Đấy. Bởi vậy 1.000 view YouTube với 1.000 view website khác biệt lắm. 1.000 view YouTube nó khá là thấp so với 1.000 view website. 1.000 view ở YouTube Việt Nam này nha, tầm là khoảng 1 đô 8 tới 2 đô gửi trên 1.000 view thôi. View là một chuyện, còn lượt hiển thị quảng cáo là một chuyện nữa, mình sẽ giải thích rõ trong video này luôn. Một view có khi là được 2 đến 3 cái quảng cáo. Đấy, đối với YouTube nha. Đối với YouTube á, là một view là 3 cái quảng cáo là cao lắm rồi, không có được 4 đâu. Trừ khi video nào rất là dài thì mới được nhiều quảng cáo thôi. Thường là một view là được 1 tới 2 quảng cáo, cao là 3 quảng cáo. Đấy, còn đối với website á, một lượt view là có khi 6 tới 7 8 cái quảng cáo. Ví dụ đây mình có vừa viết một cái bài này nè, đặt tên fanpage chuyên nghiệp này đúng chưa, click vào nó thì mình sẽ kéo xuống. Đầu tiên vô thì bạn sẽ thấy một hai quảng cáo này nè, đúng chưa, kéo xuống nữa thì bạn sẽ gặp cái quảng cáo này, thứ ba quảng cáo, bốn quảng cáo, năm quảng cáo, cái sở hữu còn nữa không nha. Đấy, là một view của website là được 5 tới 6 quảng cáo, có khi là 10 cái quảng cáo luôn, tùy bạn muốn nhồi nhét quảng cáo vô. Nhồi càng nhiều thì tiền càng cao. Đó, nó vậy thôi. Còn YouTube á, thì cố định thôi, 1 tới 3 quảng cáo làm hoài đó, từ khi video bạn dài mấy tiếng thì nhiều quảng cáo được. Đấy, thì mình kiếm tiền từ cách này như thế nào? Trước tiên á là bạn phải có một cái website. .com nha hoặc .vn nào cũng được, thì bạn có thể lên YouTube bạn tìm hiểu. Hoặc là mình cũng có một cái video đó là hướng dẫn tại website đây nè. Đây, đâu rồi? Đây, tại website trong 7 phút nè. Bạn nào muốn tìm hiểu thì hãy vô kênh mình coi. Thì cái website của Bob Blog thì nó sẽ ra mình thôi. Còn bạn nào mà không biết làm á, mà muốn mình setup cho, muốn mình tạo cho một cái trang web và bật kiếm tiền luôn á thì ok, thì mình sẽ nhận bạn luôn. Nhiệm vụ của bạn á, là chỉ cần mang khách tới mang người xem. Thường á là có website người ta kiếm tiền bằng cách nào? Có website người ta kiếm tiền bằng là họ thường đăng lên YouTube hoặc họ đăng lên Facebook này nọ vân vân. Làm sao để nhiều người truy cập vào website là chúng ta sẽ có nhiều tiền. Ví dụ như cái drama nổi tiếng, ví dụ như drama về Hùng Dũng đi, Hùng Dũng bị Hoàng Thịnh đốn chân đó.
vậy đó. Bạn có thể đăng lên này nọ thì sẽ có nhiều người xem. Những drama hài hước lộn hàng này nọ thì bạn chỉ cần đăng lên, người ta click vào là sẽ có tiền thôi. Đấy, thì nó khá là dễ. Nếu bạn có một cái fanpage khoảng 50.000 hoặc 100.000, 200.000 fanpage á, một tháng bạn có thể kiếm trên 3-40 triệu là chuyện bình thường từ cái website của mình. Đấy, thì mình cũng đã kiếm thành công rồi. Mình sẽ cho bạn xem doanh thu của mình đây nè. Đây, bữa nay á, là được 8 đô nhưng mà mới có 6 giờ chiều à. Đấy, mình đón á, mình ước tính đó nha, là tới 12 giờ tối doanh thu của mình lên có thể lên tầm 13 cho tới 15 đô. Thì cho bạn xem luôn, bữa nay website của mình nè, mình sẽ load lại để xem được bao nhiêu view nha. Hiện tại website của mình được 159 view, là 159 người vào xem đó. Còn 325 view. 325 view đó được tính ở đây qua đây nè, Google AdSense là lượt hiển thị á. 1191 lượt hiển thị quảng cáo. Đấy, thì mình cho các bạn xem luôn, 1000 lượt quảng cáo bên website á, Google AdSense website á, là bao nhiêu tiền. Rồi nhấp chữ báo cáo mình sẽ cho bạn biết. Thì bạn nào sử dụng YouTube thì bạn sẽ biết cái này thôi. Đây, mình cho bạn xem bữa nay ngày 24 tháng 3 2021, đúng bữa nay nha, số lượt xem trang á là 402, nó cập nhật trước thằng này, có khi thằng này cập nhật sau nha. 402 cái view và được 1930 cái quảng cáo. Bạn nhân gì mới đúng, nhân nhân nó gọi là sai, quá sai các bạn. 1930 nhân cho 4,17, 4.17 thì bạn sẽ được 4 đô, 8 đô 0304 nè, thấy chưa? Đúng đúng nha, nè, đúng nha. Đấy, đó là đối với 1000 view của website. Có khi một một ngày 1000 view nó 10 đô các bạn. Hôm đó mình sẽ gặp một lần rồi, 1000 view 8 tới 10 đô. Khá là cao luôn, thì mình sẽ cho các bạn xem trong 7 ngày qua nha. Mình đã kiếm như thế nào. 7 ngày qua nè. Ngày 23 tháng 3 đó là mình tổng là được 583 view và 2784 cái quảng cáo. Lúc đó quảng cáo là có 1000 quảng cáo được có 2 đô 33 là được 6 đô mấy đó, hôm qua đó. Hẩm hẩm là được 10 đô nè, thấy chưa? 597 cái quảng cáo, 500,577 view, còn 3,208 quảng cáo nhân cho 3,29 thì nó sẽ ra 10 đô. Khá là ngon nha. Đối với website này một tháng có khi mình có thể kiếm được 200 đô, 300 đô tùy tháng nha. Cái giá thành cao thì ít đó, là do những nhà quảng cáo người ta bỏ tiền, người ta quảng cáo sản phẩm của họ. Họ bỏ tiền nhiều thì số RPM hiển thị này sẽ cao. Đấy, thì mình đã công khai cho bạn xem rồi đó, mình đã kiếm tiền từ website như thế nào á. Bạn nào muốn kiếm á thì liên hệ mình. Cái này nói trước nha, nó không khó nhưng mà bạn phải kiên trì, giống như YouTube vậy đó. Cái này viết á, thứ nhất là bạn viết bài chuẩn SEO thì người ta lên Google người ta sẽ gõ ra từ khóa thì nó sẽ ra bạn thôi. Thứ hai là bạn có cái mạng xã hội mạnh như là Facebook, bạn mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn follow đó, thì bạn chỉ cần đăng Facebook bạn thôi là sẽ có người xem. Mình thì cũng không nổi tiếng gì lắm, mình chỉ có kênh YouTube khoảng 24.000, 23.000, 24.500 đăng ký thôi, mình không được nổi tiếng. Mình dựa vào cái lượt SEO của mình, SEO là mình viết bài viết hay được lên top, ví dụ như viết đây nha, gõ trên Google cho mình thì bạn tìm kiếm thử nha, nông chạy kiếm tiền thì nó sẽ ra mình. Đây, nông chạy kiếm tiền đây, bạn thấy nông chạy kiếm tiền online đấy thì nó ra mình nè, thấy chưa? Thì bạn cho bạn xem luôn bữa nay view mình nè, click vào dưới viết to nè thì là bạn sẽ biết được bữa nay người khách các bạn xem cái gì, cái gì nè. Liên hệ YouTube nè, app hai khế ảo kiếm tiền thật nè, mình mới biết luôn nha. Rồi, nông chạy kiếm tiền nè, người ta người này xài Android nè, người ta click vô cái bài viết của mình thống kê được nè, thấy chưa? Khá là nhiều luôn, khá là nhiều view. Đấy, hiện tại mình sử dụng nền tảng website của mình là WordPress, thì mình thiết kế website của mình tầm 1-2 tiếng là xong website rồi. Cực cái là cực đăng bài thôi, bạn phải cập nhật tin tức thường xuyên. Nếu mà bạn là cái kênh giải trí thì cập nhật tin tức thường xuyên, đối với mình là kênh thủ thực kiếm tiền online hay mình lâu lâu mình có đăng bài mình cũng không sao, tại vì video của mình lên top rồi, bài viết của mình cũng lên top rồi. Giờ thử từ khóa mới của mình nha, mình viết chuẩn SEO á, đó là đặt tên fanpage chuyên nghiệp. Đây, mình top 1 luôn, thấy chưa? Đấy, như vậy người ta list vòng, người ta gõ từ khóa này là ra mình, thấy chưa? Là mình sẽ được view, mình sẽ được tiền. Đó là kiếm tiền chuyên nghiệp đó, không phải kiếm tiền nghiệp dư đâu, một ngày kiếm 10-20 ngàn đâu. Đối với website này một ngày bạn có thể kiếm vài trăm ngàn hoặc vài triệu một ngày là chuyện bình thường, nếu bạn là người nổi tiếng. Vậy bây giờ mình ví dụ cho bạn thử nha. Ví dụ cho nếu bạn là người nổi tiếng thì bạn sẽ kiếm tiền nhiều đến tới bao nhiêu. Ví dụ đi, mình không là người nổi tiếng, một ngày mình kiếm được khoảng tầm 405 view thôi, mà mình đã kiếm được 8 đô rồi. Nãy 8 đô là 0, 04 giờ là 8 đô 51 rồi, thấy chưa? Lên nhanh không?
Đấy, thử bạn nhân số này cho 10 đi. Nếu 4.000 view một ngày thì bạn sẽ kiếm được 80 đô, là 1 triệu 6 một ngày. 40.000 view một ngày thì bạn phải kiếm được 800 đô một ngày. Đó, khá là cao luôn. Nếu 40.000 view mà bên YouTube á thì kiếm được khoảng vài chục đô thôi. Thì mình cho bạn xem luôn. Là một cái video 40.000 lượt view thì mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền luôn nha, bên YouTube nha. Rồi, đối với video này đi, video này mình kiếm được 170.000 view nè. Thì mình sẽ thống kê cho bạn xem. Cho bạn thấy view YouTube nó khá là thấp. Đây, doanh thu. Tổng quan là 170.000 view. Doanh thu là tổng được 224 đô đối với YouTube. Mà nếu mà số này mà nó qua cái bài viết này của mình ha, nó qua bên website của mình á, ít nhất kiếm được mấy ngàn đô là chuyện bình thường. Đấy. Rồi, mình nói vậy thôi, sơ vậy thôi. Bạn nào muốn chơi thì cứ nghiên cứu, muốn tìm hiểu gì đó mình cứ nghiên cứu. Thì cái này không mới nhưng cũng không cũ, nhưng mà có một số người đã khai thác được nó, một số người không khai thác. Thì mình trong số đó mình đã khai thác được nó rồi. Mình đã kiếm tiền từ 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 YouTube, mình đã kiếm tiền được từ website của mình. Khá là ngon luôn. Đấy, mình chỉ hướng dẫn, mình nói lại cho bạn, mình giới thiệu cho bạn đó. Bạn muốn chơi thì chơi, không muốn chơi thì thôi, thì mình đâu ép buộc bạn đúng không? Coi nếu bạn không muốn chơi á thì coi như đây là video video giúp ích cho bạn, đã thông kiến thức, đã thông kinh mạch cho não cho bạn đi. Rồi, cảm ơn bạn đã xem. Hãy nhớ đăng ký kênh nha. Mình sẽ còn ra nhiều video kiếm tiền hay hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã xem. Bye bye.